còn 10 bó nữa. Lên chưa được 2 bó. Lên dây đây. Thích kìa, nghe tiếng sẹt 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 sẹt. Trời ơi, mồ hôi này. Sao chị không bằng cái mặt vào? Ôi, mà còn đùi dám lội à, lội ruộng. Có ai nhà không? Ơ, 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 tí, tí, tí đúng không? Ờ, mày sồ ra mày định cắn tàu quánh cho bây giờ. Đáng nếu trước cửa nhà này, cây hoa đẹp chưa? Hoa này là gọi là hoa gì anh Bình? Hoa ngũ sắc à? Hoa ngũ sắc đúng không? Đẹp nhờ. Hoa này lở nhiều. Vừa đánh đùi dẹp. Vừa đằng sau gót kìa, bẩn đi kìa. Sau gót chân này. Đi vừa đánh đùi dẹp. Dép màu đỏ lội trội thế. Để đêm rửa. Tí nữa lạnh. Ừ, tí nữa nước lại lạnh. À, người đang nóng thì mình tắm luôn. Ôi chân bẩn này. Tắm đi. Eo ơi. Ôi vào tắm đi. Rửa sạch chân đi xong cũng vào không à. Ớt nhiều quả nhờ. Ủa. Em vừa hái 2 quả chín rồi. Em hái 2 quả chín vào rồi. Có mấy quả đang ương ương ấy. Trời ơi. Chân mình bẩn lắm rồi. Tội ra ruộng mà đi tết cả ngón giờ. Ủa trời, ủa nước mát thế, nước giếng lên. Nước ra. Mát quá. Em vừa hái 2 quả chín đỏ luôn rồi. Đây còn có mấy quả ương ương này. Xin chào tất cả mọi người. Rất vui khi được gặp lại mọi người trong video tiếp theo trên kênh của mình. Lâu lắm rồi mình mới lại quay vlog. Hiện tại thì mình đang có mặt ở quê. Cũng như mọi năm là khi bắt đầu phượng nó ra hoa trên cành và những cái chú ve bắt đầu kêu dân gian thì các con được nghỉ hè. Và dịp nghỉ hè bao giờ mình cũng sẽ đưa các con về quê thăm bà. Bà quê mình ở Yên Bái nhé các mọi người. Cũng cái cảm nhận giống như mọi năm thôi, là khi đặt chân về đến quê một cái là cái cảm nhận đầu tiên của mình đó là cái bầu không khí ở quê rất là trong lành, rất là yên tĩnh. Nó khác xa với sự ồn ào láo nhiệt ở thành phố. Nhất là quê mình nó lại nằm ở phía trong, phía sâu, cách xa ngoài thành phố Yên Bái luôn nhé mọi người. Đấy, mình ở trong cái nhánh, hiện tại mình đang đứng là cái nhánh của cái hồ Thác Bà. Và xung quanh là đồi núi. Vì thế mà cái bầu không khí rất là trong lành. Hay mình quay để mọi người cùng cảm nhận. Đó, bầu không khí trong lành và rất là yên tĩnh. Đó là điều thích thú nhất mà khi đặt chân về đến quê. Bây giờ thì mình sẽ đưa các bạn cùng tham quan quê của mình nhá. Đây, mình hái ít tóc tí nữa về chấm muối ô mai nha mọi người. Đấy. Rồi. Đi ra ngoài kia ông mua về cho ghét. Tao vào nhà em thì loạn cá. Đi. Đấy. Không có cắm à? Không cần đánh sát bờ đâu. Anh ấy tưởng cắm một cái cọc ở đây. À tí mình thu ấy nhỉ. Cắm vào thì nó căng lưới, nó lại cá hay phá ra. Ờ đúng rồi, lỗ lỗ này lùng bùng ấy nhỉ. Lùng bùng nó không biết được lưới. Cái này mẹ gặp cái loại 5-6 cân phá ngày. Phá ngày. Nước vẫn xuống rồi này. Nước vẫn xuống, cống thôi nó vẫn chảy.
ngâm thêm tí cái cuốn này. Có chỗ này mà có cái ấy. Ôi ôi kéo cả đi. Có gốc cây là ra mất, không có gốc cây. Không, chỗ này không có. Đây con này, con này. Móc hoa bốn con. Cứ ra phải nhặt ra sáu mà đây. Lúc nào bán nhiều vớt lưới xong, à rũ lưới xong. Căng căng. Nghi cá mẹ lắm, để cái ao này. Chưa mẻ, bắt mấy con mẻ để phải thả xuống nhỉ? Toàn 2-3 cân. Tít rồi kìa, tít rồi kìa. Chậm. Ui, con rô phi to. Hai con, ui mẹ rô kìa, bắt nó làm được ấy. Con đế bắt, con đế bắt. Con này thì thôi thả này, có con vàng vàng này. Con vàng này con gì ấy? Con đế à? Con đế thả đấy kìa. Ôi này khó. Đẹp nhỉ? Đi mẹ rồi. Ôi giời lòi mẹ ruột cho rồi. Có phải nó rồi ruột đó? Không, nó tuột, 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 tuột. Nó thêm. Con này bị tật, tật, tật. Đầu hoàng đế nó có cái miếu ở cổ đầu đấy. Đây hoàng đế. Con rô, rô, rô phải đứng hơn cân ra này. Có đẹp nhỉ? Rô thì có hy vọng. Nhưng hoàng cá kia hay cá. À con hoàng đế. Lại hoàng đế. Bọn này nó tự mình. Ôi, dù bé lại mắc nhỉ? Mắc mồm. Thế cái bọn này thì ăn được không? Ăn được. Thịt, chắc thịt nạc ấy, nhưng mà nó nhiều xương. Lọc nó ra từ đấy nạc ấy. Ăn chắc em là... nhìn con này là đầu tiên đấy. Đều rồi. Có u rồi. Ở sắc phết đấy. Cứ vẽ này. Đi bạn tôi đen để em làm đeo. Thôi gì mẹ, đéo có vượt khó. Đi được. Như rồi trôi. Chấm cái sao ta nhìn vây xanh xanh. Giật bụp phát lên. 1, 2, 3 nó chưa dậy rồi. Ui, được. Có mỗi người mới rồi. Hả? Ở đây có mỗi phát này mắc đúng kia. Ui, cái mẹ mỏng này. Ừ, nhưng mà nó thít. Không. Cái đà nó dậy dưới nước, con dậy. Đây này, em gỡ cái này phát là ra luôn đây này. Đấy, có đi rồi. Ờ. Có đi rồi. Ừ. To đấy. Con này cân không? Được. Có phải cho nước anh Hậu cứ kệ không? Không, về mổ luôn dần. Ui da. Nhấc lên đấy. Ôi, nó che hết cả cái xong. Sổ. Đây con này con cá rô. Con cá rô to nhỉ. Đấy, cá rô lên mâm. Thịt mùa. Thế rồi, thanh kia cầm cả một câu nha. Hấu này vẫn non này. Quên bảy cầm cái. Kia ấn kia quả rô to. Nhưng nhìn vẫn chưa già. Đây này dưa lê này mất được rồi, làm gì à? Đây này mất được hết rồi. Anh Hậu qua tưởng anh biết rồi mà anh chưa biết. Ủa, kìa. Ôi, dưa lê to quá. Bứt hết rồi lại nè. Trời ơi, nó to. Ui ôi, nó vàng. Nó chín hết rồi. Cả nào vàng hẳn. Đây. Quả này bứt được đấy. Im nhá. Thấy. Quả nào vàng nó bứt được. Có để làm gì cho nó. Cái bé. Nó vàng nó chín à? Đúng, nó xanh xanh này chứ được rồi. Cái này là tí con bé. Đây, em để đống cái đi. Để đây. Ở đây thì cầm về. Ừ. Thế à? Ừ. Nhiều quá mọi người ạ. Đây. Anh cứ thích chồng. Anh cho anh bứt đã về đã khổ rồi chứ. Lại ngô cũng thế cứ bứt về. Cái quả này đã chín chưa? Con này cũng to này. Cái luôn bứt được rồi. Bứt về xong là còn mất công đem cho đấy. Cái quả kia xanh này, xanh là như này là chưa, xanh này. Nhờ xanh, đấy. Xanh lét luôn. Xanh có phải vàng 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 như này nhỉ? Cứ lên này. Đấy, xấu xấu này. Mà chẳng có thuốc tiếc gì cả. Đây. Lá thuốc. Giấu giấu dưới cái lá. Đây cả nhà. Đây xem nào. Đây. Ừ, cái này nó vàng vàng như được. Nó chín trắng này nhỉ? Quả non ăn đấy nhỉ? Ừ. Đây mấy quả non nó vẫn xanh à. Nhiều chưa? Đây. Ây dưa hấu á mọi người. Đây quả bé này. Quả xanh nhưng mà nó
khô cái dây. Bị khô dây á? Ừ, khô dây. Wow. Nắng quá. Nhìn cái quả này to quá này, nhưng mà nó chưa chín. Đúng rồi. Đây. Nhà ơi nhìn to. Nhìn thích không? Đây là ao cá. Cái dưới ao này đợt trước là chị em thấy chị thả nhiều cái cá chim ý. Hết chim rồi, giờ chỉ có chấm thôi đấy. Thế à, bây giờ toàn cá chấm thôi à? Chấm, ừ, còn ít rô nữa. Cá chấm với cá rô. Quả ấy đây, quả bé thôi nhưng nhiều phết nhá. Quả dưa hấu à? Hấu ơi. Đây này. Ui trời ơi, ui trời ơi. Giống như ui là trời. Cũng chả biết quả nào già. Nhưng mà quả này vẫn chưa già. Không quả này được. Anh bảo là ấy trong này là ù lấp trong này hai quả to. Trời ơi. Ôi trời ơi. Em sợ lon thôi. Nhưng mà làm sao vỗ biết vỗ kiểu gì nhỉ? Em cứ thấy to thì vỗ. Làm này nhá, đây này, nhìn này. Đấy, đây này. Hay nó phải đậm đậm màu ấy nhỉ? Đấy là bước vào đấy. Vỗ nó phải tên nó kêu tách 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 ấy. Trong nhiều quả phết đấy. Được chục quả đấy. Anh Hậu anh còn biết hơn chị em mình. Em biết quả già quả lon. Chồng mấy năm nay rồi. Chị em mình không biết chồng đâu. Không biết vỗ. Không có thời gian bứt. Chưa ông cứ dò dò trong các rổ đi ông bứt. Đây. Về gọt sẵn. Nó giấu ở trong bụi này. Đấy. Nhiều lắm. Cái này. Cái này chân. Chú vui. Cứ thử quả này. Không biết có giả không? Thăm thử luôn. Dưa trong vườn nhà đây, dưa hấu đây, dưa lê đây. Ôi cái quả dưa lê. Đây là một quả đấy mọi người. To như này. Đấy ngọt đó. Quả chỉ sợ non đây, thử quả này nó xanh này. Nó hơi xanh này. Quả này nó chín rồi, ngọt, ngọt sắc luôn. Được rồi, vào đấy thì anh em mình chú vào. Quả này được con to, đang to con bé. Không ngọt bằng quả to. Quả này chị đang bảo ngọt sắc luôn ấy. Quả này sợ non ấy. Đưa cho con bé em ăn được. Sắt tấm nóng. Đây này, cốc 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 này, cố